Demoric. Đâu mà cái team này sao chơi đây? Ô ma gánh hết là hơi bị mệt đấy. Zack đây đi hết. Này hết của lâu nữa. Rượu cũng khó đụng. One step ahead of the pack. Biết rồi. Thế là áp cà. Này. Nó không ôm trụ luôn mày. Nghe xui giờ lên giáo điện cũng được mà. Nhiều đam. Đâu cần thiết phải lên mau vũ nữa. Giao điện về tốc đánh là đủ rồi. Mà lúc mà mày lướt á, mày không chi đuổi được. Không chi đuổi được, đâu có chết lính đâu. Giờ đâu có chết lính nữa. Giờ không có chết lính nữa. Cái vô cực nó không ít 2,5 nữa, nó đâu có đủ chết lính đâu. Sọt cái đâu chết lính. Con nào còn miếng máu, đủ lướt. Quay chưa hồi kì. Mày quắp lan à. What
Rồi đổ hồi máu luôn, đậu xanh. Ok, lên top. Enemy killing spree. Wanderer isn't always lost. Poor company. Găm vậy thì quỳ. Ừ, 150 cũng được. Đi đến đâu theo đấy, buồn mình thật. Mình giác này. À, giờ đây rất là dày sao chơi. Chơi lát mày. Follow this path until the end. Lòng đá đứa, đánh đéo được nữa. Đi đéo lại đá đứa. Rồi, giết fit ra, giết fit cái. Về mẹ rồi. Rồi, giết nó đi. Lóc con này. Trời ơi, đồ má nó tán, chết luôn. Bị lát bà mà lát tao cũng lát theo ấy. Nó chịu. Rác nãy giờ tao đi đâu nó cam tao đấy mày. Nó chịu vậy. Mo nữa. Nó mới ra fit nữa. Ăn mạnh cái đá xong ra fit. Rồi chết queo luôn.
Ủa má nó reset tiền xong nó ra nó chết. 450. Má. Sao đánh? Mình nó thật đi đâu đuối đấy, bố mày lên theo vô cực thì xong rồi thì mình ra đĩa mình lên đây. Cá rồi. Nó đến chưa ra. Nó trễ quá. Hết trời, đậu má khó ra ao đây hết luôn. À, nghe đi, ta làm mít, ta farm, má đĩ thì mò nó ra, nó farm hết mít nữa. Má xì mai pha mít luôn. Má xì mai luôn. Má xì mai nó pha luôn, hiểu rồi. Thôi, nó đeo được. Rồi bỏ mẹ. Ờ à, không kịp lock lên là được. Rồi chết bà con kia luôn rồi. À lock lên kịp là con mít con giết đường đa rồi. Ủa đi mà. Ủa má chạy ra mít phạt cho băng được. Nó đi ra phan lan nó phan. Hai cái BF làm gì vậy? Mày mạnh quá. Ủa mày chưa mua đồ để anh hiếp. Thank you.
bộ đồ luôn. Đấy, thấy cái bộ cực xỏ chiếc bà nữa. Gì đấy? The hell? Giết chứ. Mà làm gì mà làm đi. Lòng nó nát cái gì vậy trời. Ở độ mất heal luôn rồi. À, bắn chết bà đi tiên. Rồi hút kiếm là xong rồi. Là độ. Xong rồi nó bay vô là hết. Giờ lấy cái gì đánh lại là Yasuo. Tính ra Yasuo không đâu có bị yếu đi, bị vỡ vô cực yếu đi đâu. Ngon chứ. Đam nhiều. Tại vì cái nội tại nó vốn nó giảm. Nó giảm nhiều mà sắp được dẫn rồi. Đi cái thằng củ lì này là khỏi cả đụng ti. Đủ má lát nó vẫn nó ulti được à? Sao vậy? Ông má ảo ơi. Mẹ. Nhìn là biết đó. Nhìn là biết nó lát để đi mình rồi, nó lao lên cái bữa mình rồi. Lóc lên xong lát qua vĩnh dính. Nấm kìa, nấm kìa. Rồi bỏ mẹ. Con giờ hin bản này nó bị nép nhiều thôi. Giờ hin chủ yếu chứ nó lấy cái vô cực, nó lấy 250 chí mạng nó bù vô. Giờ chí mạng yếu xìu. Được cái gấp đôi tí này. Gì? Yeah. Cá rồi sao? Cá gì chắc? Sao quấn sự con da solo. Solo lên con đầu cá xuống là cá gì chắc xuống là xe. Lại. Shut down. Mày xuyên thì mày xuyên nhé. Vậy thằng điên. Sẽ có một cái phần 3 máu nhau đi nè.
đậu má, tính nó bắt con SRU bay đu lên SRU mà đó. Nó đứng yên một chỗ nó đéo di chuyển luôn. Bố mày cũng quỳ đó. Ác não mày ngu này mệt thật. Bắn đi. Bỏ tay kia đi. Giờ quay lại bắn. Mà tính hết não, hết não ngay ngu. Nên là sợ ông Baron nha. Má gì Yasuo này em Baron lâu quá. Hai trăm rưỡi chứ mà anh còn nhanh chứ ba. Baron kia. Nếu có ai tành cho đánh lâu á. Giờ mày giết quỷ ra đi hết kìa. Mà mày. Mày mạnh quá. Đánh với mày cần ulti. Thôi đổ mất hết thua. Mày tính để ulti lại. Điều này tới thì bó tay. Rõ chết AD luôn rồi đâu. Khinh. Kinh nó gọi chết ở đây. À, Baron đi. End game đi ăn sáng, đói quá. Chúng ta có ai xây da này mới mạnh. Đam của nó, cái đam cái e nó nhờ chí mạng. Ủa, bụi đi luôn ghét. Bắt đầu ghê. Thôi yên tác.
Cô mẹ gì con. Team Bond ở trong game nó có làm mẹ gì đâu. Nhìn xem. Đói quá. 谁愿意？